Cô bán thì năm nay chính thức ra là bước sang năm thứ 30. Đấy, năm thứ 30 mà lúc đầu thì nó cũng là bình thường thôi, nó chỉ là mấy năm đầu tiên thì nó chỉ được 30-40 cân thôi. Thế nhưng mà càng sau này thì hiện tại cho đến bây giờ là cô bán được 2 tạ ốc to, 1 tạ ốc nhỏ, 1 tạ ngao. Đấy là bình thường. Thế còn thứ bảy chủ nhật thì có thể là hơn. Đến đây thì được cái cảm nhận của khách là ăn rất là ngon và nước chấm một mình một kiểu không giống ai. Cô rất là vui và rất cố gắng coi như là mang hết cái tâm huyết của mình ra. Rồi các con, các cháu, mẹ con, rồi nhân viên là bảo nhau làm phục vụ khách thật tốt. Để hy vọng người ta ăn xong, người ta đi rồi người ta lại quay về. Mình đã đến quán ốc Hà Trang này 2 lần rồi. Mình cảm nhận là ốc ở đây rất là sạch, thơm, ngon. Và nước chấm cũng đậm đà giống như người Huế vậy. Ăn ốc vào mùa này rất là ấm áp và đặc trưng của Hà Nội vào mùa đông này. Trời này mà có bát nước bát ốc này thì cảm thấy rất là ấm lòng em ạ. Ốc Hà Trang thì là ngon từ trước đến giờ rồi, rất là nổi tiếng. Chị ăn đây hơn 10 năm rồi. Và đặc trưng ở cái quán này ấy, ốc trọng con, ngoài ra là cái nước chấm rất là đặc biệt. Nó khác hẳn những cái chỗ khác.